Hello, chào buổi sáng cả nhà. Thì như các bạn đã thấy trong đoạn đầu của clip thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cuốn sách về đàm phán rất là hay mà mình rất là tâm đắc. Thì trong cái quá trình làm ăn kinh doanh của mình thì mình kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thuê và cho thuê. Thì trong những năm đầu năm 2019 thì mình có bắt đầu vào lĩnh vực này và bắt đầu đi khảo sát những căn nhà đầu tiên. Thì một vấn đề gặp phải đó là khi mình đàm phán với tập những chủ nhà đầu tiên ấy thì mình đàm phán với cái tư thế đó là mình rất là sợ sệt, rất là khúm núm, cái cảm giác mình không được thoải mái và cái vị thế ban đầu của mình đã bị đánh mất rồi, thì khi cái kết quả đem lại nó cũng rất là khó để mình có thể đàm phán được cái mức giá tốt hay là hợp lý và những cái điều kiện có lợi cho mình. Vậy ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái kỹ năng đàm phán, làm thế nào để cho cải tiến được cái kỹ năng đàm phán của mình. Thì trong cái quá trình sau khi một vài thương vụ đầu tiên mình đi đàm phán mà mình cảm thấy mình chưa đạt những điều mình mong muốn và cảm thấy cái độ tự tin của mình chưa cao, thì mình đã quyết định là tìm đọc những cuốn sách để học hỏi thêm về những bậc thầy trong việc kinh doanh và đầu tư. Thì họ có chia sẻ về đàm phán rất là hay. Thì cái cuốn sách mình nhắc đến ở đầu clip và bây giờ mình muốn cho bạn xem là cuốn sách Thuật Đàm Phán của tác giả Brian Tracy. Brian Tracy là một tác giả rất là nổi tiếng về kinh doanh, về đầu tư và về những cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng đàm phán. Thì cuốn này của ông rất là hay, nó có một chuỗi gồm rất nhiều kỹ năng. Thì ông viết ra những cuốn sách này mình cảm thấy rất là hay và tâm đắc. Thì sau khi đọc cuốn sách này ấy, thì mình đã cảm thấy rất là tự tin và mình áp dụng những cái kiến thức trong cuốn sách này vào thực tế rất là nhiều rồi. Mình đã gặp khoảng hàng trăm chủ nhà cơ. Thì mình đã áp dụng những cuốn sách mình những cái kiến thức mình học được trong cuốn sách này vào thực tế thì mình cảm thấy rất là hữu dụng và nó đem lại cho mình cái sự tin nhất định khi mình đi đàm phán. Thì đầu tiên đàm phán thì mình cũng nói sơ qua về những cái ý tưởng của tác giả đề cập trong cuốn sách này cho các bạn nhé. Thì đầu tiên để mà các bạn đàm phán thành công ấy thì quan trọng nhất của mình sau khi mình đọc cuốn sách này mình nhận thấy đó là chính là vấn đề tư duy. Đầu tiên bạn phải tư duy đó là tất cả mọi thứ đều thể đàm phán được. Không có gì là không thể đàm phán được cả. Tất cả mọi thứ đều thể đàm phán được. Khi mình đã suy nghĩ như thế thì mình sẽ rất là tự tin để mình đưa ra những cái yêu cầu của mình, yêu cầu và đề nghị mình. Thì trong cuốn sách này tác giả có nói ngay một câu mở đầu đó là tương lai thuộc về những người tự tin và mạnh dạn yêu cầu những gì mình muốn. Đó thì chỉ cần đọc cái key này thôi thì mình đã nhận được rất là nhiều cái nguồn năng lượng tích cực. Thì đúng là mình phải tự tin và mình mạnh dạn yêu cầu những gì mình muốn thì mới có thể bắt đầu cuộc đàm phán, đúng không? Nếu mình không mạnh dạn tự tin thì không thể bắt đầu cuộc đàm phán được. Mà mình cứ nghĩ là không thể đàm phán được này, không thể đàm phán được. Trong đầu mình cứ nghĩ như thế, thế thì làm sao mà mình có thể đưa ra những cái yêu cầu của mình được. Đó thì cái vấn đề đầu tiên tác giả đề cập đến đó là chính là cái tư duy của mình phải thay đổi. Mọi thứ đều có thể đàm phán được và bạn phải mạnh dạn và tự tin đưa ra những cái yêu cầu mình mong muốn. Đó. Trong cuốn sách này thì tác giả chia sẻ rất là nhiều và thứ nhất là rất là ngắn gọn xúc tích nhá, thứ hai nhưng mà rất là đầy đủ về những cái kiến thức về đàm phán thì các bạn nên nên có trong tủ sách nhà mình cuốn sách này. Cuốn sách mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi nhưng mà mình thấy rất là hay và mỗi lần khi đàm phán mình đều đọc lại cuốn sách này để mình có thể có những lưu ý thêm. Thì đầu tiên thì tác giả cũng đề cập đến là trong một cuộc đàm phán thì ai có nhiều thông tin thì người đó là người có lợi. Vậy là bạn phải có nhiều thông tin. Ví dụ như mình ví dụ đơn giản thôi, bạn đi chợ, bạn đi mua rau mà bạn muốn mua một mớ rau chẳng hạn thì thứ nhất là bạn có thể phải đi khảo sát một vài hàng để mình biết được cái thông tin chung, cái giá chung của thị trường. Thì đến cái hàng thứ ba thứ tư chẳng hạn thì bạn muốn đàm phán giá thì bạn đã biết được cái thông tin những cái quán kia người ta đang bán với giá như thế này mà người này người ta bán cao hơn thì mình có thể đàm phán. Hoặc là bạn muốn mà giá thấp hơn ấy thì bạn biết cái mặt bằng chung rồi thì bạn có thể đàm phán xuống được thấp hơn. Nếu bạn không biết giá, không biết mặt bằng chung thì bạn rất khó để đàm phán giá. Đó, đây là một cái nhỏ thôi nhưng bạn phải thu thập những thông tin mà bạn để giúp bạn trong quá trình đàm phán. Thì áp dụng thực tế ngay vào cái mô hình kinh doanh thuê và cho thuê của mình thôi. Thì để mà đàm phán được cái giá nhà tốt ấy thì đầu tiên bạn phải có những cái vấn đề, những cái bước khảo sát về thị trường, về cái khu vực đấy, quanh đấy thì những cái nhà xung quanh họ đang cho thuê với giá bao nhiêu. Tất nhiên là phải thiết kế và diện tích tương tự nhá,
khá tương tự hoặc những cái trang bị trong phòng nữa. Đó, thì mình phải khảo sát những nhà xung quanh để họ biết họ đang cho thuê giá bao nhiêu, thì từ đó mình có những cái thông tin để mình đàm phán chủ nhà. Chứ nếu không chủ nhà mà họ đưa ra bảo là hàng xóm đang cho thuê giá này, giá này, nhà tôi cũng phải cho thuê giá thế mà bạn không biết ý, thì là rất khó để đàm phán. Lúc kia bạn sẽ bị đuối lý trong vấn đề đàm phán rồi. Thì đầu tiên là tư duy, thứ hai là về kiến thức, về thông tin thì bạn phải thu thập những thông tin đầy đủ để mình có thể đàm phán chủ nhà. Vấn đề thứ ba đó là bạn phải nắm được những cái kỹ thuật trong đàm phán. Thì trong đàm phán có rất nhiều kỹ thuật và rất nhiều điểm mình phải lưu ý. Thì thông thường trong cuốn sách có đề cập đến cái yếu tố là 80-20, 80% và 20%. Thì tác giả có đề cập đến là 20% thời gian cuối cùng của cuộc đàm phán thì sẽ giải quyết 80% cái nội dung chính của cuộc đàm phán đấy. Thì thông thường là 20% cuối mình sẽ đưa đến quyết định, mình sẽ đề cập đến và mình sẽ ngồi lại với nhau để mình đưa ra những cái vấn đề then chốt quyết định của đàm phán có diễn ra thành công hay không. Vậy là để mà mình thành công, thứ nhất thì mình phải tự tin, thứ hai là mình phải có thu thập được thông tin. Mình có nhiều thông tin thì mình sẽ có nhiều yếu tố để đàm phán. Và thứ ba là mình phải nắm được những cái kỹ thuật trong đàm phán. Trong đàm phán thì theo mình thấy thì là cái vấn đề về nắm bắt tâm lý của người đối diện mình rất là quan trọng. Bạn không nên có thể không cần thiết phải đàm phán ngay về vấn đề giá cả hay là về những cái yếu tố mà bạn muốn. Và đầu tiên thì mình hãy trò chuyện với nhau đã, mình hãy trò chuyện, mình làm bạn với nhau trước, mình trò chuyện để mình hiểu cái người đối diện mình hơn, xem cái tính cách con người họ như thế nào. Tại vì với mỗi một người khác nhau thì mình có những cái phương án để mình đàm phán khác nhau. Thì mình phải trò chuyện trước để mình hiểu đối phương của mình người như thế nào, và mình đưa ra những cái phương án phù hợp. Nhưng thông thường khi bạn đàm phán với các chủ nhà thì bạn cứ trò chuyện bình thường thôi, mình phải trò chuyện cởi mở, và mình trong quá trình trò chuyện thì mình có thể thu thập thêm các thông tin về chủ nhà, về tính cách của họ hoặc về những điều họ mong muốn về cái thương vụ này, họ đã mong muốn những cái vấn đề như thế nào, thì mình phải nắm được những vấn đề then chốt, họ mong muốn những cái gì, và mình thứ nhất biết được họ mong muốn cái gì, thứ hai đó là mình phải xác định trước ở nhà rồi là những cái vấn đề, những cái yêu cầu mình mong muốn và những cái vấn đề then chốt mà mình vấn đề tiên quyết là mình phải đạt được ấy, trong cuộc đàm phán đấy là cái như thế nào và những cái nào mình có thể nhượng bộ được đó. Thì cái sự chuẩn bị trong đàm phán nó rất là quan trọng. Thì trước mỗi cuộc đàm phán thì bạn nên nốt ra giấy những cái vấn đề mà mình yêu cầu và những cái tình huống mà bạn phải viết ra kịch bản, những cái tình huống mà chủ nhà sẽ yêu cầu như thế nào. Thì từ đó mà bạn có những cái phương án để mình giải quyết. Thì người ta bảo là phải xác định mục tiêu thì mình mới đạt được mục tiêu. Vậy trong một cuộc đàm phán bạn cũng phải xác định được cái mục tiêu mình đặt ra. Thì từ đó thì mình follow nó, mình follow nó suốt cuộc đàm phán đấy, thì mình để mình đạt được cái mục tiêu mình đặt ra. Và những cái mục tiêu nào mà trong cuộc đàm phán bạn phải xác định được hai bên và có những vấn đề gì thì mình phải cùng ngồi xuống để mình phải có những cái ý tưởng sáng tạo để mình có thể giải quyết được vấn đề. Ví dụ như cái căn nhà đầu tiên mình làm thì chủ nhà muốn cái mức giá đó là 23 triệu rưỡi. Đó. Còn mình thì đầu tiên chủ nhà đề đạt mình là 25 triệu. Nhưng mà mình thì muốn cái mức giá thấp hơn. Sau khi mình khảo sát ra mặt bằng chung và thì mình đưa ra mức giá là 23 triệu. Nhưng chủ nhà thì cứ muốn mình là 23 triệu rưỡi. Đó. Tức là mọi cái vấn đề khác thì đã được giải quyết rồi, còn vấn đề về duy nhất về giá thôi, là chủ nhà muốn mình là 23 triệu rưỡi. Thì nếu mà bây giờ mình cứ cứng cứng nhắc quá, mình muốn chốt cái giá 23 triệu thì có thể sẽ không thuê được cái thương vụ này. Nhưng mà nếu mà mình mà đồng ý với giá 23 triệu trong cả quá trình thuê thì mình sẽ bị thiệt thòi về bản thân, mình sẽ khó trong phần kinh doanh. Nên là mình đã đề đạt với chủ nhà như thế này. Thì tận dụng luôn, đó là thường là các chủ nhà bây giờ cũng sẽ có cái vấn có cái yếu tố về tăng giá trong quá trình hợp đồng ấy. Thì mình tận dụng luôn cái vấn đề đấy để mình thứ nhất là mình đáp ứng luôn vấn đề đấy, thứ hai là mình đạt được cái giá mình mong muốn. Thì mình đề đạt chủ nhà đó là trong 2 năm đầu tiên thì mình xin cái giá là 23 triệu, và trong 3 năm tiếp theo thì mình sẽ trả chủ nhà với giá là 23 triệu rưỡi. Đó, thì mình phải linh hoạt, thì chủ nhà vẫn đạt được cái yêu cầu của là 23 triệu rưỡi, yêu cầu của mình là 23 triệu,
Thương vụ đó thì mình đã ký hợp đồng thành công và đã đi triển khai và vận hành rồi. Thì có thể các bạn xem lại những clip mình đã có quay trực tiếp về cái căn nhà đầu tiên mình làm ấy. Thì trên đây là một số những ý tưởng mà mình chia sẻ thôi. Còn trong cuốn sách này có rất nhiều, đề cập đến rất là nhiều những cái ý tưởng hay và những cái kỹ thuật trong đàm phán. Thì các bạn thể tìm mua cuốn sách này để đọc thêm nhé. Mình thì không bán sách, nhưng mà mình cũng không phải là thuộc bên PR cho sách, nhưng mà mình thấy cuốn sách này rất là hay và bổ ích, cho nên mình muốn chia sẻ để các bạn có thể các bạn đang muốn tăng cường kỹ năng về đàm phán thì có thể tìm mặc cuốn sách này. Không nhất thiết là bạn phải làm trong lĩnh vực thuê và cho thuê, mà trong mọi lĩnh vực thì đều cần đàm phán, trong cuộc sống, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày thôi, trong cuộc sống vợ chồng bạn thể đàm phán với nhau, với vợ của mình, thương lượng với con của mình. Thì tất cả đấy là mình thấy là cái kỹ năng đàm phán là kỹ năng rất là cần thiết trong cuộc sống, trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, nên bạn rất là cần thiết cải tiến nó và trang bị một kỹ năng thật tốt để mình đạt được những điều mình mong muốn. Ok, thì mình hy vọng là sau khi các bạn đọc cuốn sách này thì sẽ có những giá trị nhất định mang lại cho các bạn, và hy vọng là cái phần chia sẻ nhỏ của mình cũng giúp ích được phần nào cho các bạn trong cái kỹ năng đàm phán của mình và trong cái vấn đề đi đàm phán kinh doanh và đầu tư. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like, share và đăng kênh của mình nhé. Ok, chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ và làm việc hiệu quả.